Hello các bạn. Ok, thì bây giờ vấn đề ở đây là gì nè? Mình sau khi vài tuần mình có cơ hội mình ở nhà mình rảnh đó, thì mình chưa có làm xong cái này, phải chờ bạn nó tới nó coi cho mình, coi như bữa gắn sợi dây xong rồi. Thì mình muốn đợi nó tới đây để mình với nó làm chung cái máy này cho nó xong luôn, nhưng mà bây giờ nó đang có tình trạng như mình phải clean nó ha. Mình muốn clean nó thì mình sẽ clean ở trong cái dòng Thamen nè các bạn, nó bị sét hoặc là nó dơ á, thì mình muốn bảo quản nó một chút xíu mình sẽ clean. Nhưng mà hôm bữa đó mình đã lấy cái này ra để thay dây bao nè các bạn, cái này gọi là cái sprocket, crank sprocket pulley nè, thì mình đã lấy ra để nó có con ong các bạn ơi, con ong nó vô đó, trong đây có lỗ ong nè các bạn thấy không đó, con ong nó đang nằm trên nó làm ổ trong các bạn, có nè mấy cái lỗ á, nó đã làm ổ. Thôi vậy mình lấy cái cây đinh này nè, mình chọt nó nha. Đó, nó làm ổ các bạn thấy không? Đất nè. Mấy cái lỗ là mấy cái miếng đất á, nó vô nó làm ổ á. Bữa giờ mình phải lấy cái đinh á để mình chọt nó ra đó. Rồi mình trước khi mình vệ sinh xung quanh đây á, xịt thuốc này nọ rồi lấy bằng chải chà đó. Nè. Thì mình sẽ chọt nó, tại nó đem đất cát vô trong cái lỗ đó nó làm ổ á, thì mình lấy cái đinh đó mình chọt, xong rồi mình lấy cái súng hơi nè mình xịt nó, xịt cho nó văng ra hết rồi. Xong rồi á, đương nhiên là mình phải lấy cái cây đinh mình chọt cái lỗ đó cho nó thông rồi. Không biết sao mà nó thấy mấy cái lỗ á, ong nó khoái mấy cái lỗ đó, nó vô làm tổ thôi. Nhưng mà nó làm tổ trong mấy cái lỗ đi cũng không nhầm gì hết á, nhưng mà mình chỉ không thích ong ở đó thôi. Thì sau khi mình chọt xong mình xịt hơi rồi á, rồi mình sẽ bắt đầu vệ sinh nó, là bằng cách là mình sẽ dùng cái chai này nè, cái chai này để xịt máy, xịt cho clean máy xung quanh á, xịt vòng vòng máy á, rồi xong mình chà nó đó. Đó, mình lấy cái bàn chải này mình chà nó, thấy không, xịt xong rồi đó mình xịt thuốc, thuốc giống như thuốc xà bông vậy đó, xong mình chà nó ha. Xong mình sẽ chà xung quanh mấy cái chỗ nào có đất cát với bụi bặm với lại dầu nhớt á, trong đây rất là có rất là nhiều dầu nhớt bụi bặm nha các bạn, nó bám khoảng chừng mấy năm nay rồi nó cứ bám vô vậy nè, mà hồi đó thì chưa có ai clean á. Thì bây giờ mình sẽ tổng vệ sinh xong mình sẽ nâng chiếc xe lên để mình thay mấy cái ron dưới đây, cái ron của cái bình dầu này nè, cái oil pan này, nó gọi là oil pan á, là chứa dầu, cái bình này chứa dầu nè. Rồi mình sẽ thay luôn cái oil filter ở đây luôn. Đây nè, đây là cái oil filter nè. Các bạn thấy không, cái oil filter đó, cái đồ lọc lọc dầu á, mình sẽ thay cái mới luôn. Thì mình có đầy đủ sẵn hết rồi. Để trong cái hộp á mình có đầy đủ đồ nghề, giống như là những cái đồ để mà thay á, mình để trong nhà mình chưa có đem, bây giờ mình chỉ làm tổng vệ sinh trước thôi. Khi nào tới đó đó mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp, ok? Thì xong rồi mình sẽ gắn hết mấy cái này trở lại, mấy cái này nó chưa có được vô trong máy thì mình sẽ gắn nó trở lại hết. Có rất là nhiều bộ phận nó còn đang rời ra ngoài á, tại mấy năm trước mình tháo ra mà mình không có làm xong á. Thì mình đã làm xong tha mình này nọ hết rồi, hy vọng là nó, tại vì nó có điều nó sét á, nó cũ á, cho nên mình muốn clean nó thôi. Thì mình sẽ dùng cái đồ, cái thuốc này, thuốc chống sét nè, xịt nó nè, rồi những con ốc nào mà gỡ cứng quá đó mình sẽ xịt cái này để mình gỡ nó ra. Nói chung là tổng vệ sinh nó là những con ốc mà bị sét á, mình sẽ làm cho nó hết sét vậy thôi. Nhưng mà mình nghĩ mình phải đội chiếc xe lên và hạ cái dàn bô này xuống nè, để mình có thể thay cái ron ở dưới cái oil pan này các bạn ha. Nhưng mà tạm thời bây giờ là mình phải giết con ong này ở làm tổ trong đây nè, mình phải giết nó rồi đục mấy cái đất nó ra, thấy không? Nó giống như là cái honeycomb á, cho nên là nó khóa vô nó ở các bạn, nó giống cái honeycomb á, cho nên nó muốn vô nó ở á. Vậy thôi, mấy con ong mà. Ok, xem tiếp theo mình sẽ làm gì nhá. Đang đội lên chút xíu rồi đó, thấy không? Yeah, got it.